Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến channel của mình Lý Biêu. Và ngày hôm nay Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy này nhé. Ở trên tay Lý Biêu đây là một chiếc máy Nikon. Cái tên của nó là Nikon Copic S8100. Tên ở đây nha các bạn. Ở đây là chiếc máy khá là ok luôn, với thiết kế rất là đầm tay nha. Thì máy có thiết kế vuông vức như thế này. Và máy này là một trong những máy mà khá là cao cấp của hãng Nikon cái thời mà nó sản xuất á các bạn. Thì máy này nó có cái độ phân giải là 12 megapixel, quay phim là chuẩn Full HD. Và máy này có cái khả năng zoom, cái lens zoom của nó là 10x. Ngoài ra thì máy này là có đặc biệt là trang bị thấu kính là EDVR. Thì các bạn nào nếu mà có nghiên cứu về máy ảnh cũng như là nghiên cứu về hãng Nikon á, thì thấu kính ED là một trong những thấu kính mà chất lượng của hãng Nikon. Và khi mà trên cái thấu kính mà có ghi thêm cái dòng chữ MVR này, tức là có chống rung. Thì cơ bản mình giải thích cho các bạn là đây là một chiếc máy khá là rồ của hãng Nikon luôn nha. Và hôm nay thì Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy này. Đầu tiên các bạn muốn mở pin cho máy thì ở đây nha, các bạn bật qua đây là mình sẽ lấy pin cho mình, sẽ gắn pin cho máy. Thì viên pin nó sẽ đang nằm ở đây. Các bạn muốn lấy ra bằng gạt như thế này thì mình sẽ lấy viên pin ra nha. Đó. Còn các bạn muốn gắn pin vào thì gắn như thế này. Về thẻ nhớ thì máy này sử dụng thẻ nhớ là S. Hiện nay trong máy đã có gắn thẻ nhớ rồi, các bạn muốn lấy ra thì các bạn ấn nút này nha. Ấn như này cái nó sẽ chạy thẻ nhớ ra, mình lấy ra như thế này. Còn các bạn muốn gắn thẻ nhớ vào các bạn gắn như này. Đó. Rồi sau khi mà đã có pin và thẻ nhớ xong thì chúng ta có thể sử dụng cho máy. Thì ngoài ra cái máy này ở đây nó có cái cổng này để mình sạc nha. Nó có một sợi dây nữa. Đó, sợi dây này nè. Các bạn nếu mà may mắn mà tìm được sợi dây này thì chúng ta có thể sạc bằng cái sợi dây này. Còn các bạn có thể là tháo pin ra để sạc. Trường hợp là các bạn sạc pin cho máy thì các bạn có thể tháo chỗ này ra để mà chúng ta cắm dây sạc. Thì các bạn phải tìm mua một sợi dây sạc. Còn nếu không thì các bạn sẽ tháo viên pin ra để các bạn sạc nhé. Rồi ok, thì khi mà đã có pin và thẻ nhớ xong thì chúng ta có thể sử dụng máy. Và các bạn bấm vào nút on off đây nè. Thì nó sẽ khởi động cho máy. Khi mà các bạn ấn nút và khởi động thì màn hình nó xuất hiện như thế này. Nó hỏi mình là chỉnh ngày tháng hay không. Nếu các bạn chọn Z là chỉnh ngày tháng, các bạn chọn No là không có chỉnh ngày tháng. Bây giờ ví dụ mình chọn Z nè, thì nó sẽ chỉnh. Thì nó sẽ hỏi chỉnh theo múi giờ. Theo múi giờ thì của mình đó là mình chọn là Bangkok Jakarta là đúng đó. Theo là theo cái chuẩn Việt Nam đó. Mình bấm nút OK nha. Thì ở đây nó chỉnh ngày tháng năm nè. Rồi đây là phút, đây là giây gì đó. Các bạn chỉnh như thế nào cũng được ha. Các bạn bấm nút OK. Và đây là cái thể loại là cái này là cái năm đứng trước nè. Mình muốn chỉnh thì mình bấm nút qua ha. Nó bấm, mình thấy cái đây nó hiện nút qua nè. Không, các bạn bấm lên đây. Rồi, thì mình vừa cài đặt thời gian xong thì máy nó sẽ khởi động và nó sẽ đi vào cái màn hình chính như thế này. Thì các bạn thấy là hiện nay cái nút chụp nó sẽ nằm đây nha. Và cái nút zoom xa gần nó sẽ đây nè. Mình gạt qua gạt lại là zoom xa gần. Bây giờ mình dù mình muốn bấm chụp cái tay mình nha, mình bấm nè. Thì các bạn lưu ý các bạn bấm chụp nó nghe một cái tít. Nó xuất hiện cái ô màu xanh đó là được nha. Cái ô màu xanh xanh đây nè. Đó là được. Bây giờ mình bấm chụp đi. Đó. Bây giờ mình bấm chụp một tấm khác nữa nha. Hai chào các bạn nha. Đó. Mỗi lần mà chúng ta bấm nghe cái tít vậy là ok. Rồi cái này zoom xa gần nè, đây mình gạt qua nè. Đó là zoom xa gần. Rồi cái máy này các bạn muốn xem lại hình ảnh đã chụp các bạn ấn vào nút này nha. Ấn nút đây là nút play là xem lại hình ảnh đã chụp. Đây là hai ba cái hình gì mình vừa mới chụp xong đó. Rồi các bạn muốn xóa cái hình này các bạn bấm vào nút đây nè. Thì nó sẽ hỏi mình đó là Current Image là cái mình là xóa cái hình hiện tại.
là cái hình mình đang xem này là nó xóa cái hình này. Mình bấm OK nha, bấm OK. Mình chọn Z đó là xóa nha. Nó đang thực hiện xóa nè. Rồi mình bấm nút này nè, bấm nút xóa nè. Bấm OK nè. Chọn Z là xóa nữa nè, nó đang xóa đó. Rồi mình bấm nút xóa đây đúng không? Mình xuống dưới đây là Eraser Selected Image, tức là xóa nhiều tấm. Ví dụ như trong máy này mình có 100 tấm đi, mình muốn xóa tấm số 1, số 5, số 7, số 9 gì đó, mình muốn xóa theo cái ảnh mình chọn mà nó OK nè. Thì trong đây nó sẽ cho phép mình chọn nè. Nó yêu cầu mình ha, mình thấy đây có cái nút on off mà dấu mũi tên lên xuống nè, mình bấm nút lên nha. Là mình nó check đây là chọn nè. Là chọn tấm đó. Rồi xong bấm nút qua đây. Ví dụ mình bấm nút lên đây nữa là chọn hai tấm. Bấm nút qua nữa. Thì bấm xóa tấm này nữa đúng không? Là tấm thứ ba, bấm nút lên đây ha. Rồi tổng cộng là có 3 tấm. 3 tấm thì mình bấm nút OK. Thì nó hỏi mình là xóa 3 tấm đúng không? Mình chọn Z là xóa 3 tấm mình vừa chọn. Đó là mình trường hợp mình xóa 3 tấm. Rồi mình bấm nút xóa đây ha. Và mình bấm xuống đây là có cái chữ này là On Remain, là xóa tất cả. Ví dụ như từ sáng đến giờ mình chụp ảnh, mình chụp từ sáng đến giờ là 100 cái ảnh đi, mình chọn đây là nó sẽ xóa mất hết 100 ảnh luôn. Do đó là mình cũng nhắc lại các bạn là đối với trường hợp mà các bạn xóa ảnh đó, thì các bạn cẩn thận tí xíu. Thì thực tế thì chúng ta chỉ xóa một tấm hoặc là xóa những cái tấm mình chọn thôi. Nếu mà trường hợp mà những cái ảnh mà mình chưa có copy vào trong thẻ nhớ, hoặc là mình chưa copy vào trong cái máy tính đó, mà mình chọn xóa tất cả, thì tất cả những ảnh nó sẽ bị mất hết. Như vậy thì rất là tiếc. Do đó auto lát, tức là khi mà ra trời sáng thì nó sẽ không mở đèn lát, và vô bóng tối nó sẽ tự động mở đèn lát nha. Bây giờ ví dụ như mình muốn chụp tấm ảnh nào, hiện nay mình đang quay clip ở trong phòng nó hơi tối, thì mình bấm chụp nè, thì cái đèn lát nó tự động nó mở lên, nó auto cho mình nha. Đó, bấm chụp nè, đó là đèn lát nó sẽ tự động mở. Còn trường hợp mà các bạn muốn mở đèn lát đó, thì máy này có chức năng để điều khiển cái đèn lát. Ở đây mình thấy cái nút này ha, mình bấm nút lên nè, thì nó sẽ có đầu tiên là auto flash, xuống đây là mở đèn lát mà có chế độ chống mắt đỏ nha, xuống đây là tắt đèn lát, xuống đây là luôn luôn mở lát. Mình bấm xuống đây xong mình bấm nút OK nha. Mình bấm xuống đây là mở đèn lát vào ban đêm. Mình thấy đây có hình cái người và cái ngôi sao là mở đèn lát vào ban đêm. Ví dụ như mình bấm lên đây nè, mình chọn về tắt đèn lát, mình bấm nút OK nè, thì nó sẽ xuất hiện cái ký hiệu ở đây là tắt đèn lát. Còn mình muốn chỉnh là mở đèn lát vào ban đêm, mình bấm nút OK cái nè, nó sẽ mở đây là ký hiệu mở đèn lát vào ban đêm nha. Thì khi mà các bạn chụp vào ban đêm, các bạn chọn cái chế độ này nó sẽ hiệu quả hơn. Chế độ mà có cái hình cái người và cái ngôi sao nó sẽ OK hơn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ tắt cái đèn lát đi, và mình hướng dẫn các bạn tiếp. Rồi cái máy này mình bấm nút qua bên đây nè. Bấm nút qua bên đây gọi là chụp hẹn giờ, chỉ save timer này là chụp hẹn giờ ha. Mình bấm nút qua bên đây, chọn lên đây là chụp smile timer, smile là nó là cười. Bấm nút OK ha. Thì khi mà nó thấy là cái gương mặt mà cười, nó sẽ chụp hẹn giờ đó. Còn bấm qua đây là chụp hẹn giờ 2 giây, chụp hẹn giờ 10 giây. Chụp hẹn giờ tức là khi mà các bạn bấm nút chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Bây giờ ví dụ mình bấm lên đây, mình bấm nó OK nè. Giờ mình chụp hẹn giờ 2 giây nha, mình bấm nút chụp nè. Thì cái đèn này nó chớp chớp và 2 giây sau nó sẽ chụp. Đó, máy nó vừa chụp xong rồi nha. Rồi mình tắt chế độ hẹn giờ, bấm nút off, chuyển qua đây bấm nút off nha. Rồi ở đây ở dưới này nó có cái nút này, bấm nút xuống nè. Này gọi là chụp macro ha. Để chữ macro mode, là macro mode là chế độ macro. Bấm nút chữ on này là mở chế độ macro, bấm nút OK nè. Khi mình bấm nút OK, ở đây có chữ này, cái hình này nè, hình này là chụp macro ha. Chụp macro là chụp những cái vật thể nhỏ nhỏ, ví dụ như mình bấm chụp, mình chụp cái chiếc nhẫn của mình nè. Đó. Rồi bấm cái tay mình ha. Chụp những cái vật thể mà gần gần đó. Thì các bạn lưu ý mà khi mà các bạn bấm chụp á, mà nó xuất hiện cái ô màu xanh là đúng nha, cái tiếp vậy là đúng nha. Còn mình chụp khi các bạn lấy gần quá mà nó xuất hiện cái ô màu đỏ này là không đúng nè. Ô màu đỏ này là báo hiệu là lấy nét chưa đúng, nó sẽ không có cho mình chụp nha. Đó, mình mà các bạn bấm chụp khi nào mà ra một cái tiếp cái ô màu xanh đó là được nha. Rồi các bạn muốn tắt chế độ macro thì bấm nút xuống, chọn chữ up. Ở bên này mình bấm qua bên này là bù trừ sáng, chữ brightness exposure này ha, là bù trừ sáng. Mình muốn cái ảnh mình sáng hơn, bấm hướng dấu cộng nha.
Nó bấm hướng dấu cộng thì cái màn hình nó sẽ sáng hơn, thì cái ảnh lúc đó nó sẽ sáng hơn. Nó có nhiều lựa chọn đây lắm mà. Hiện nay đang mình đang lựa chọn đây nha. Bấm nút xuống. Xuống đây là cái màn hình nó sẽ tối hơn, bấm về hướng dấu trừ là màn hình nó sẽ tối hơn nè. Bình thường các bạn để mức giá trị 0 là cân bằng của nó nha, là ok đó. Rồi bấm nút qua bên đây á là exit là thoát. Bấm qua đây là reset. Reset là reset lại những cài đặt ban đầu của nhà sản xuất á. Rồi mình bấm qua đây chữ Vivid này đó, mình có thể tăng giảm. Khi mình bấm lên trên này thì cái màu nó sẽ đậm hơn một tí xíu. À, tăng cái Vivid là tăng cái giống như là cái màu á. Mình bấm xuống đây nó màu nó nhạt hơn nè, không? Nó nhạt hơn nè. Bấm lên đây là màu nó sẽ đậm hơn nè. Mình thấy màu đậm lên. Thì bình thường các bạn để mức cái giữa là đúng nha. Mức giữa là ok, còn tùy các bạn có thể chỉnh đâu cũng được. Mình bấm qua đây cái chữ Hue này ha. Là nó là cân bằng màu về RGB là ba màu xanh vàng đỏ vậy đó. Thì các bạn bấm nút lên trên này á thì cái màu nó sẽ ấm hơn gọi là tông nóng. Mình bấm nút xuống này màu nó sẽ lạnh hơn, nó nhạt hơn, nó xanh xanh là tông lạnh nha. Thì bình thường các bạn để cái mức giữa là ok nè. Mức giữa là giá trị cân bằng của nó. Đó, rồi các bạn muốn tắt thì bạn bấm vào chữ exit thì bấm thoát nha, bấm nút ok nè. Đó là thoát chế độ chỉnh cân bằng màu. Thì đây là báo là bù trừ sáng là không, là cân bằng màu nè. Rồi đối với cái máy này thì nó có rất là nhiều chế độ chụp, rất là nhiều chế độ chụp nha. Thì cái máy này nó có chức năng quay phim, các bạn muốn quay phim thì mình ấn vào đây là sẽ quay phim nha. Bây giờ ví dụ mình ấn vào trong đây nè, nó đang chuyển về chế độ quay phim đó, nó đang quay nè. Thời gian còn lại có thể quay là được 28 phút 56 giây nè. Rồi mình muốn tắt quay phim bấm vào đây tắt. Rồi mình bấm vào đây là xem lại đoạn phim vừa quay. Ví dụ mình muốn xem lại đoạn phim vừa quay mình bấm nút đây nha. Thì đây là cái đoạn phim mình vừa quay nè, nó kêu mình bấm nút ok là xem lại đó, bấm nút ok nè. Nó đang chạy nè. Đây là đoạn phim mình vừa quay trong máy nha. Rồi các bạn muốn chụp các bạn bấm nút chụp đây là chuyển về chế độ chụp. Bấm nút chụp hay là chuyển về chế độ chụp. Rồi cái máy này thì có khá là nhiều chức năng chụp. Đầu tiên á các bạn chọn cái hình màu xanh này là chụp auto bình thường. Và đối với các bạn nào mới tập chơi hay là khi các thứ là các bạn chuyển về đây là chụp là ok nhất nha. Thì khi mà các bạn chuyển về đây các bạn có thể chụp chân dung, chụp phong cảnh, nói chung chụp các thứ ở đây đều được. Thì mình sẽ bấm qua đây nha, mình dặn qua đây nè. Mình dặn qua nút trên này nè. Thì dặn qua đây nó là chụp chế độ là Continuous. Continuous là chụp liên tục. Thì các bạn thấy là ở đây nó có cái hình mà ba bốn cái hình nó chồng chồng lên nhau đó. Đây nè, là chụp liên tục. Rồi mình bấm qua đây là chế độ chụp mà nó sẽ select tracking. Mình bấm đây nè. Các bạn bấm qua đây mình thấy nè. Là subject tracking là nó nét theo điểm. Nó nét theo cái subject. Đó là ví dụ như mình bấm, ví dụ như mình lấy bình thường mình lấy nét ra mình chụp á. Mình chụp bình thường cái điểm này nó sẽ lấy nét ở đây. Nhưng mà ra ngoài thực tế nó sẽ chụp theo cái nó sẽ lấy nét cái điểm nào mà lấy nét được nó sẽ báo cái đó. Cái đó là subject nha. Ví dụ như lúc đó mình bố trí cái người mà đứng 1/3 bên đây này, cái điểm lấy nét nó sẽ lệch qua 1/3. Cái đó là subject tracking là nó như vậy. Rồi tiếp theo mình dặn qua bên đây nữa. Các bạn cái hình này cái chữ backlight, backlight là chụp ngược sáng nha. Hình đây nè là chụp ngược sáng. Mình dặn qua bên đây là night portrait là chụp người vào ban đêm. Mình thấy cái hình mà cái người và có thêm cái ngôi sao là chụp người vào ban đêm nha. Mình dặn qua một cái nút nữa, hình này là night landscape. Đây nè. Landscape là phong cảnh, còn night là ban đêm, tức là chụp phong cảnh vào ban đêm cái hình này nha. Này. Nè. Đó, night landscape là chụp phong cảnh vào ban đêm. Mình dặn qua bên đây cái chữ scene ha. Chữ scene này là chụp những chế độ chuyên biệt. Ở đây hiện nay nó báo cái này giống như là chụp chân dung á, hình này là chụp chân dung ha. Mình bấm nút menu, khi mà các bạn chọn scene các bạn bấm nút menu nè thì nó sẽ có rất là nhiều lựa chọn đây. Đây là những cái chế độ chụp chuyên biệt của máy ảnh Nikon. Ở đây là landscape là phong cảnh, party là chụp ở trong phòng, beach là bãi biển, snow là tuyết, sunset là mặt trời mọc, dusk down là mặt trời lặn, close up là chụp macro, food là thức ăn, museum là chụp trong cái nhà bảo tàng, nhà trưng bày, firework là pháo hoa, copy là chụp những cái trang tờ tài liệu, panorama là chụp chế độ panorama ha. Còn image mode này chút xíu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn.
Ngoài ra mình bấm vào chữ scene, nó có hình ngôi sao này, đó là chụp auto, auto scene. Auto scene tức là khi mình bấm chụp thì ví dụ như nó xác định là chụp chân dung rồi, nó là báo về chân dung, chụp phong cảnh nó báo về phong cảnh. Thì thật ra đây là chế độ phụ thêm thôi. Thì đối với cái máy này á, thì khuyến khích các bạn là các bạn để chữ auto đây là chụp là ok nè. Còn không thì các bạn chuyển về chữ scene đây ha, những cái scene đây nè, những cái scene bên này nè, hoặc là chụp ban đêm thì các bạn chỉnh nhanh đây. Đây là những cái phím để chỉnh nhanh để cho mình chụp hiệu quả hơn á. Ví dụ mình chụp con người vào ban đêm mình chụp qua đây đó, mình chụp phong cảnh vào ban đêm mình chuyển qua đây, đó là như thế ha. Thì khi các bạn dặn ở đây á, bạn dặn đây thì ở đây ở trên đây nó có những cái này, nó cũng thông tin cho mình biết nha, tại vì nó báo hiệu nhanh quá, nó tắt nhanh quá, đó là vậy. Thì mình sẽ chuyển về chế độ auto này để mình hướng dẫn tiếp cho các bạn. Thì khi mà các bạn chuyển về auto đây thì cứ chụp bình thường, là tất cả các thứ thì mình chụp đều bình thường hết nha. Và bây giờ mình sẽ vào trong cài đặt để mình hướng dẫn tiếp cho các bạn. Bấm nút menu nè. Thì đối với chế độ mà IMAX, cái khi mà bấm nút menu này có ba cái chỉnh này ha. Thì đầu tiên cái này là chỉnh về chụp ảnh. Chữ IMAX mode là chất lượng hình ảnh nha, bấm nút qua nè, mình thấy cái mũi tên qua nè, bấm nút qua nè. Thì nó sẽ có cho phép mình chọn đây, mình chọn lên đây là 12M là 12 megapixel đó. Nó có cái hình sao này là chất lượng cao. Mình xuống đây là 12 megapixel mà chất lượng thấp hơn trên này chút xíu, và mình bấm xuống dưới đây là chất lượng thấp thấp hơn nữa. Rồi mình xuống dưới đây thì sẽ có cái chỉnh là 16 chính ha. Thì các bạn nào mà hiểu về kích thước hình ảnh, các bạn có thể chụp ảnh với cái tỷ lệ là 16 chính hoặc là tỷ lệ là 43. Thì khuyến khích là các bạn chọn trên này là ok nhất rồi nè. Rồi bấm nút trở về bên đây, mình xuống đây á là measuring, measuring là đo sáng. Đo sáng bấm nút qua bên đây là nó có hai cái loại là đo sáng ma trận, matrix là ma trận và đo sáng ngay tâm giữa. Thì các bạn có thể chọn ở trên ở dưới gì cũng được ha. Rồi đối với mình thì mình chọn là matrix, mình thích chọn trên này hơn. Rồi xuống đây là ISO ha. Các bạn muốn chỉnh về ISO bạn bấm nút qua bên đây nè. Thì bạn nào có am hiểu về ISO mình sẽ chỉnh đây ha. Nó chỉnh đây này, ISO nó sẽ cho phép mình chỉnh từ là 160 cho đến là 3200. Còn các bạn nào không biết các bạn để auto nha. Bình thường khuyến khích là các bạn để auto là chụp là ok. Mình xuống đây AF Area là chế độ lấy nét. Thì nó có những cái chế độ lấy nét như là đầu tiên này là nhận diện gương mặt. Đây là lấy nét auto. Đây là manual là nét theo cái ý của mình. Center là nét ngay điểm giữa, thì các bạn chọn cái nào cũng được. Thì mình thấy là chọn nhận diện gương mặt là ok đó. Nếu mình chụp người kia đó mình chọn nhận diện gương mặt. Auto Focus Mode là chế độ lấy nét, nó có hai cái loại là lấy nét single là nét đơn, nét là đơn, còn full time là lấy nét liên tục nha. Bên đây là phần chụp ảnh, rồi bấm trở về bên đây mà nút xuống đây là quay phim, và nút qua bên đây ha, Movie Option bấm nút qua nữa thì nó có là bên đây là máy này nó quay phim chuẩn là full HD đó. Thì nếu mà các bạn muốn quay phim chất lượng cao các bạn chuyển lên trên này ha. Là chữ HD mà có dấu sao này nè, thì cái chuẩn quay phim nó là 1920x1080. Còn các bạn bấm xuống đây là những cái chuẩn thấp hơn, đây là quay phim chất lượng thấp hơn. Còn muốn quay phim chất lượng cao các bạn chọn lên trên này ha, nhìn cao nhất nè. Còn này HS Movie bấm qua này á, nó có chế độ là khung hình trên dây, thì các bạn chọn ở đây là màn chọn cái số mà 240 là chế độ cao nhất của nó là ok đó. Rồi đó là chế độ quay phim. Mình bấm xuống đây auto focus là chế độ lấy nét khi quay phim, thì nó cũng có hai chế độ là single là lấy nét đơn, full time là nét liên tục. Thì đối với chế độ quay phim nếu các bạn chọn full time nè, lấy nét liên tục nó sẽ hay hơn. Rồi xuống đây thì là chế độ mà chống ù, chống cái ồn á, thì mình chọn là on nha. Chống ồn tức là khi mình quay phim mà có cái tiếng gió nó thổi ngang á, nó sẽ làm cho mình nghe ù ù ù á, mình chọn là on, nó là tắt chế độ, là mở chế độ chống ồn, chống ù. Rồi bấm qua đây, mình bấm xuống đây là phần cài đặt. Bấm qua đây welcome screen là màn hình khởi động, mình có thể chọn một trong hai này. Deck là chỉnh ngày tháng, mình có thể chỉnh đây là chỉnh ngày tháng đây. Monitor setting thì là cái màn hình. Info mình chọn qua đây ha. Thì các bạn chọn là show info hoặc là auto 2. Ví dụ như mình tắt máy đây nè, tắt đây. Thì những cái info là những cái thông tin trên đây ha.
những thông tin trên đây á, mình để mà show là mình để auto á, mình để auto là tự nhiên chút xíu nó tắt, mình bấm vô đây cái nữa, dù mình bấm vô đây á, là nó sẽ mở ra đúng không, mở ra xong chút xíu nó sẽ tắt những cái thông tin này nè, đó là info thông tin trên cái máy Nikon. Còn mình muốn mà luôn lúc nào cũng hiện, mình bấm qua đây, mình bấm qua đây, mình bấm show ha, show lúc nào cũng hiện hết, thì mình chọn cái chỗ đó cho nó tiện hơn, mà nó hiện hoài luôn, nó không có tắt, để mình biết máy mình điều khiển cái máy nó hay hơn. Bấm xuống này, image view là xem lại hình ảnh sau khi chụp, các bạn chọn là on nha. Brightness là độ sáng của cái màn hình, các bạn chọn mức 3 là mức cân bằng của nó là ok nè. Còn muốn sáng hơn bấm vào dấu cộng, muốn tối hơn bấm vào dấu trừ nha. Xuống này dark in print tức là khi mình chụp á, khi mình chụp hình nó thì nó sẽ in luôn cái ngày tháng lên trên cái máy, mình chọn là dark in print nè. Cái này là chế độ chống rung. Mình bấm chọn on nha. Motion detect các bạn chọn là auto cũng được. Cái này các bạn chọn là auto nha. Digital zoom thì các bạn chọn là on luôn. Sound setting là chế độ âm thanh á, mình bấm nghe tít 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 đó, thì các bạn chọn là on nha. On thì bấm nghe tít tít, còn bạn chọn off là tắt. Auto off là tự động tắt máy khi không sử dụng. Ở đây chọn là 1 min là 1 phút á, tức là cái máy này mình khi mình không có bấm gì hết trơn thì sau 1 phút nó sẽ tự động tắt. Format này là format là thẻ nhớ. Language này là ngôn ngữ ha. Thì máy này nó có ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh, mình sẽ chỉnh sẵn tiếng tiếng Anh cho các bạn, còn các bạn muốn chỉnh thì chỉnh như chỗ này. TV setting á, thì các bạn chọn là NTSC nè. Nó có hai chuẩn là ban và NTSC, các bạn chọn là NTSC nha. HDMI này các bạn chọn là auto, các bạn chọn on luôn. Charge by computer tức là sạc cái cổng này nè, các bạn chọn là auto. Rồi reset on là reset lại những cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Rồi thì cơ bản cái máy này cũng khá là nhiều chức năng, mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn rồi, các hướng dẫn chi tiết rất là ok ha. Thì đối với cái máy này thì chụp rất là đẹp nha các bạn, và mình thích nhất là cái chỗ mà quay phim này là chuẩn là full HD, và cái máy này cái lens của nó là zoom được 10x thì cũng khá là ok luôn nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha, hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Nếu mà thấy clip này hay thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh ủng hộ review nha. Chào các bạn.